Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 8 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm thủ đô Berlin và ngay trên con đường lịch sử này, nơi mà trước đây đã là biên giới giữa Đông và phía Tây Đức, tức là giữa thể chế của Cộng sản và thể chế dân chủ. Và phía sau lưng tôi là hình ảnh mà các bạn thấy ở sau lưng tủ kính rất rõ ràng, đấy là hình ảnh ông Joseph Stalin, người đã theo những cái thông tin mà ghi ở đây thì ông Stalin đã gây ra rất nhiều cái chết cho những cái công dân của nước Đức trong thời gian ông ta cầm quyền. Và hiện nay tại Việt Nam cũng đang diễn ra một quá trình tương tự như vậy, đó là việc Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nắm quyền điều hành đất nước một cách độc quyền và độc đoán, và cũng gây ra nhiều vụ bắt giữ cũng như là đàn áp báo chí trong nước, với hơn 100 người đang bị tạm giam và giam giữ ở trong những nhà tù hoặc bị xét xử không công bằng. Và hôm nay thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện, mặc dù trong lúc ở Biển Đông đang rất nguy vì việc tàu Hải Dương 8 đã liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam cùng với cả những chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc rất hung hãn và đang hoạt động ở ngay sát bờ biển của Phan Thiết. Và các bạn có thể xem xét ở ngay ở trên cái trang Twitter của ông Phó Giáo sư Mathison giảng dạy ở trường đại học ở Hoa Kỳ, chia sẻ cập nhật rất mới. Đây là hải trình của chiếc tàu này và các bạn có thể thấy rất rõ là nó đã thăm dò trong một cái vùng biển rất lớn ở ngay sát bờ biển của Phan Thiết của Việt Nam mà cho đến nay báo chí trong nước chưa nói gì, và bản thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không hề nói gì khi ông xuất hiện vào buổi sáng nay. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, ông đã Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói rằng là không phải vào trung ương để cho oai và kiếm trác. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, và ông nói rằng là muốn nhớ lời Bác dặn, theo chân Bác không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào óc của mình. Đây là cuộc gặp của ông với cả một số cái đảng viên ưu tú của Việt Nam trong buổi sáng nay ở Hà Nội. Và đương nhiên với cái hình thức mà cổ vũ cho cá nhân như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người hàng đầu, đứng hàng đầu ở Việt Nam về việc sùng bái cá nhân, và sùng bái đó là sùng bái ông Hồ Chí Minh, một cái người mà chắc có lẽ ông ta cho rằng là cái người thầy dạy hoặc là cái người mà dẫn dắt dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam theo quan điểm của ông. Và có điều là theo lời Bác dặn như ông ta Nguyễn Phú Trọng đã vừa nói thì trong di chúc trước khi chết thì rõ ràng là ông Chủ tịch Hồ Chí Minh có ghi rõ rằng là cần phải hòa táng ông, thì ông Trọng và Đảng Cộng sản của ông lại không chịu thực hiện điều đó mà lại làm sai di chúc đi. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ ràng là hiện nay ông Hồ Chí Minh không được hỏa táng theo như di chúc mà ông đã mong muốn. Ông ta ghi rất rõ trong di chúc về phần việc riêng, ông ghi: sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của người dân. Nhưng mà sau đó thì Đảng Cộng sản vẫn tổ chức quốc tang rất nhiều ngày và rất mất thời gian và rất tốn kém trong cái lúc mà đất nước đang rất khó khăn như vậy. Và ngoài ra ông Hồ Chí Minh ghi rất rõ: tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến, vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Thì đây là cái quan điểm rất là rõ ràng của ông Hồ Chí Minh, là rất văn minh. Và cho đến ngày nay thì các bạn thấy rất là nhiều những cái công ty đã xây dựng những cái lò hỏa táng ở khắp từ Hà Nội, Thanh Hóa đến nhiều nơi khác. Và ông Hồ Chí Minh muốn như vậy thì quả thật thì cái điều này là rất văn minh. Nhưng Đảng, Cộng sản, Bộ Chính trị và ngay cả trực tiếp hiện nay là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng không hề thực hiện cái di chúc một cách hết sức đơn giản của người sắp chết, mà cũng không được hỏa táng như mong muốn mà lại đem ướp xác. Thì đây là cái điều mà rất ngược lại với cả điều mà với cái mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thường rêu rao là yêu cầu mọi người học tập di chúc, làm theo di chúc của Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng ông ta lại làm ngược lại hoàn toàn. Và ông Hồ Chí Minh còn nói thêm là cho thì chia ra làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành, chia cho 3 miền. Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp cho đó. Trên mả không nên có bia đá, tượng đồng, mà nên xây dựng một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Thì đây là quan điểm rất văn minh. Bởi vì là rõ ràng ông nói rõ là chia sau khi thiêu xong là chia làm 3 hộp mà đưa các nơi, mà không có làm tượng đồng gì cả, không có bia đá gì cả. Nhưng mà rõ ràng ở khắp nơi ở Việt Nam hiện nay có hàng nghìn cái tượng Hồ Chí Minh, từ nhỏ đến to đến khổng lồ, từ 100 tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam, và cái kinh phí bảo trì tu dưỡng của nó hàng năm tốn rất nhiều tiền, thì phải nói là hàng chục nghìn tỷ Việt Nam,
hàng năm chi phí cho những công trình vô bổ này mà bản thân ông Hồ Chí Minh không muốn như vậy. Thì đương nhiên bây giờ ông Hồ đã chết rồi, cho nên là cũng không ai có thể can ngăn được cái Đảng Cộng sản cũng như là ông Nguyễn Phú Trọng làm cái việc mà theo mong muốn của ông là phải hỏa thiêu đi. Thế cái điều này ông Nguyễn Phú Trọng cần phải suy nghĩ. Bởi vì khi ông yêu cầu toàn đảng, toàn dân và 4 triệu đảng viên của ông học tập theo di chúc của Hồ Chí Minh, phải làm theo di chúc của Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng ông đã làm ngược lại, thì đây là cái điều mà không tốt tí nào. Và ông là cái người cần phải xem xét lại cái việc mà ông nói. Và ngoài ra thì các lãnh đạo Việt Nam hiện nay đang phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc cũng như là công sức để tu bổ lăng. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy rất rõ là gần đây là ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm ban quản lý lăng đã thực hiện đúng quy trình, nhiệm vụ y tế, giữ gìn thi hài Bác an toàn tuyệt đối, công tác an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo. Vâng, thì rất là lạ là bởi vì cả một cái bộ tư lệnh lăng này rất lớn, được thành lập từ năm 1976 và tiêu tốn hàng năm, mỗi năm tiêu tốn vài nghìn tỷ đồng Việt Nam. Thì với số tiền đó từ năm 1976 đến nay cộng lại thì các vị có thể xây đến hàng nghìn chiếc bệnh viện, hàng nghìn trường học và giúp đỡ cho hàng triệu người nghèo khó và những cái hoàn cảnh cô đơn thì như họ đã không làm. Và ngoài ra thì trong cái dặn dò của Nguyễn Xuân Phúc thì nói rằng là sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cái lăng hay bảo vệ cái thi hài ông Hồ Chí Minh, thì có nghĩa là không biết là ai sẽ là vào đây để cướp cái xác ông Hồ Chí Minh mà phải sẵn sàng chiến đấu một cách rất ghê gớm như thế này. Thì thực ra nếu mà cái lăng này cũng không cần thiết phải có người canh, chỉ cần khóa cửa để đấy, bởi vì không ai đi trộm cắp, cũng không đi ăn cắp một cái xác làm gì cả. Và thế lực thù địch thì rất là xa, cũng chẳng có ai đến đây làm gì, thì mà ông vẫn phải duy trì cả một cái bộ tư lệnh lăng tốn kém và một cách bất hợp lý và chiếm một diện tích đất rất lớn ở ngay trung tâm của Hà Nội như thế này. Thì đây nếu mà biến được thành một công viên thì có lẽ là ông Hồ Chí Minh sẽ vui hơn rất nhiều khi mà làm một cái lăng để cái xác ướp của ông nằm trong đó. Trong cái lịch sử cận đại và trên thế giới thì chỉ có vài nước dùng cái kiểu như Việt Nam hiện nay là ngâm ướp xác lãnh tụ hoặc là xây lăng tẩm, như ví dụ như Lenin. Các bạn thấy đây là ảnh Lenin hiện nay ở Nga, là thi hài Lenin được mở ra, mọi cơ quan nội tạng được lấy ra hết, lồng ngực được rửa sạch bằng nước cất, mặt hai bàn tay và toàn bộ bề mặt da được phủ bằng khăn ướt tẩm formaldehyde. Quá trình này kéo dài 4 tháng. Đây là rõ ràng cái tường trình của phía Nga khi mà làm cái công tác tẩm ướp ông Lenin. Thì đương nhiên là với cái công nghệ của Nga thì ông Hồ Chí Minh chắc chắn cũng phải làm như vậy, cũng tức là cũng phải mổ lấy nội tạng ra, vứt hết đi rồi ngâm rồi bảo hóa chất. Rồi để hiệu quả hơn và phải được phép của Đảng Cộng sản, các giáo sư đã khía lên bụng, vai, chân, lưng và lòng bàn tay của thi hài lãnh tụ để cho dầu ướp xác thấm vào khắp mọi toàn bộ thi thể. Sau đó họ mới thả Lenin vào bồn cao su ngập đầy thứ rượu thuốc bí mật. Thì đây là công nghệ của Nga. Thì như vậy cũng rất là khổ cho cụ Hồ, là ông Hồ đã bị không những bị mổ lấy nội tạng, còn bị khía cắt rồi là ngâm vào cái bể cao su chứa rượu nữa. Mà các bạn cũng thể tưởng tượng giống như là những cái con tắc kè hoặc là những con rắn mà hiện nay Việt Nam vẫn hay ngâm, thì nó dạng như vậy. Và giáo sư Lila cũng nói thêm, người giữ thi hài Lenin giải thích thêm, trong thành phần của dung dịch có là glycerin, acetat, kali và chloroquinin. Công thức này đã được nhà bác học Marco đưa vào từ thế kỷ 19. Mỗi tuần chúng tôi lại dùng khăn tẩm chất lỏng lên mặt và hai bàn tay của xác ướp. Cho đến nay, hàng năm Lenin vẫn đóng cửa một tháng. Lăng Lenin đã phận đóng cửa một tháng để giữ thi hài vị lãnh tụ này được ngâm trong dung dịch và thấm đẫm nó bằng các chế phẩm hóa học. Thì đây là cũng là cái thời điểm mà giống như Nguyễn Xuân Phúc đã nói là phải đóng cửa lăng để mà duy trì bảo tồn và kiểm tra lại cái xác của Hồ Chí Minh. Thì cách làm cũng chắc chắn là cũng tương tự như vậy, là cũng lại phải ngâm vào hóa chất rồi là rất là khổ. Và ngoài ra ở những nước cộng sản khác như là Trung Quốc cũng làm tương tự. Và đây các bạn có thấy là thi hài của ông Mao Trạch Đông cũng nằm trong cái tủ kính như thế này. Đấy, cũng được tôn thờ một cách rất là lâu. Và còn ngoài bên cạnh đó, chúng ta có thấy còn nhà lãnh đạo của của Triều Tiên cũng đã được nằm như vậy trong những cái nhà ướp, là ông Kim Jong Lee qua đời vào ngày 27 tháng 2 12 2011 do một cơn đau tim khi đang trên tàu. Hàng trăm nghìn người dân Triều Tiên đã đổ ra đường phố Bình Nhưỡng khóc thương thảm thiết trong thời tiết mưa tuyết khi đoàn xe tang chở thi hài ông Kim Jong Lee đi qua con đường thủ đô.
Một năm sau ngày ông mất, Bình Nhưỡng mới hé lộ thi hài được bảo quản của cố lãnh đạo Kim Jong Il vẫn trong trang phục khaki, tức là cái trang phục truyền thống của Triều Tiên. Bắc ông Kim nằm dưới cha ông Kim Nhật Thành một vài tầng trong cung kỷ niệm Kumusan, nơi từng là văn phòng của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Thi hài ông Kim Jong Il được phủ một tấm chăn màu đỏ với ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt trong căn phòng ngập tràn sắc đỏ. Đấy, các bạn thấy, đây là thi hài của ông Kim Jong Il. Cũng tương tự như vậy, cũng được ướp rồi cũng được ngâm và cũng lại được chiếu đèn để bảo tồn lâu dài để cho người dân vào xem. Và tất nhiên là còn nhiều nước khác nữa ở những thể chế cộng sản cũng có từng tình trạng tương tự, nhưng dần dần những cái điều này sẽ rất lạc hậu, như thế này sẽ chắc chắn phải bãi bỏ. Và đây cũng có thể là một cái nguyên nhân mà Việt Nam chưa thể phát triển lên được, vì vẫn duy trì và cổ vũ cho hình thức ướp xác lãnh tụ đã chết để trưng bày giữa thủ đô Hà Nội như vậy. Nó vừa rất mất vệ sinh mà lại cũng về mặt tâm linh thì quan niệm người Việt Nam thì sau khi mất phải được chôn cất thì mới siêu thoát. Nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản vẫn cố giữ lại cái xác này, ngâm tẩm và trưng lên cho người ta xem. Điều này rất là vô lương tâm và trái với đạo đức cũng như trái với luân thường đạo lý tại Việt Nam từ trước đến nay. Và tại Việt Nam thì có lẽ cũng vì một cái xác của ông Hồ Chí Minh nằm giữa Ba Đình trong thời gian qua, nhiều năm qua mà đến giờ vẫn chưa được đem đi hỏa thiêu như là hỏa táng như ông muốn, cho nên là cũng không phát triển được, bởi vì không có đất nước văn minh nào phải đem một cái xác ướp như vậy để trưng bày cho mọi người đến xem, thì nó thật là nhẫn tâm với người đã mất. Và Việt Nam thì trong thời gian tới nên làm theo di chúc của ông Hồ Chí Minh, tức là hỏa táng và đem chôn cất cho văn minh và đỡ tốn kém tiền thuế của người dân, và dành tiền thuế, cái số tiền đó để hàng năm có thể xây mới hàng trăm cái bệnh viện, trường học và giúp đỡ các cụ già hoặc là phụ nữ khó khăn trong cái thời gian tới. Và bản thân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì ông đã trên 75 tuổi và quá già để có thể làm được cái việc minh mẫn như những người khác. Và chính vì vậy chúng ta đã gặp cái trường hợp là hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng liên tục đi thăm hỏi, rồi là tham gia những chương trình di chúc Hồ Chí Minh, rồi học tập Hồ Chí Minh. Nó giống như là những cái người cha già dân tộc, hình ảnh giống như là cái người mà già không còn biết làm gì nữa, thì bây giờ đi làm những cái việc như vậy. Mà trong khi biển đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm lấn, trong khi người dân Việt Nam đang rất nhiều nơi đói khổ, trong khi bệnh viện Việt Nam đang không có chỗ để chữa trị cho những cái người mà gặp những hoàn cảnh khó khăn, và rất nhiều những cái việc khác đang xảy ra nữa. Và cũng nên thực hiện cái di chúc của ông Hồ Chí Minh nhân cái dịp này, là tới ngày 2 tháng 9 tới đây là ngày mất của ông Hồ Chí Minh, thì để cho ông có thể siêu thoát, và có như vậy đất nước Việt Nam của chúng ta mới có thể trở nên văn minh và phát triển hơn nữa. Và bản thân ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng tuổi cao sức yếu và trải qua một cơn đột quỵ lần đầu, thì cái vấn đề là đột quỵ lần thứ hai sẽ rất dễ sẽ bị diễn ra, và khi diễn ra rồi thì tính mạng của ông chắc chắn là không thể cứu được nữa như lần này. Vậy nên ông cũng nên nghỉ hưu và giao lại cái công việc đó, điều hành đất nước cho thế hệ trẻ, cho những cái người có đủ khả năng, đủ trình độ, biết ngoại ngữ, biết giao tiếp quốc tế và biết luật pháp quốc tế, thì có như vậy thì Việt Nam của chúng ta mới phát triển văn minh, và cũng như là các bạn bè quốc tế mới có thể giúp Việt Nam để đấu tranh chống Trung Quốc và bảo vệ được chủ quyền biển đảo của cha ông chúng ta để lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 8 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận để chúng tôi có thể biết cái mong muốn và phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, trung thực nhất. Chào các bạn và chúc các bạn sức khỏe và nhiều may mắn.